Ngôi mộ nằm giữa phòng khách một biệt thự. Một nữ Việt kiều Mỹ trước khi mất có để lại di nguyện rằng khi sống chung nhà thì chết cũng muốn được ở chung, nên người nhà đã chôn người phụ nữ ấy tại chính giữa ngôi biệt thự mà chị đã bỏ tiền xây dựng. Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi về ấp Tân Thi An, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để tìm hiểu thực hư về một ngôi mộ có 102 ở đây. Đi dọc theo bờ sông Rạch Miễu, cách bến phà cũ chừng 500m, chúng tôi tìm đến một căn biệt thự rất đẹp. Bước vào cổng chính là của căn biệt thự, đập vào mắt chúng tôi là một ngôi mộ khá lớn, gây cảm giác ớn lạnh. Bốn bề ngôi mộ được ốp đá hoa cương màu vàng, phía trên có ghi tên tuổi người đã khuất, đặc biệt có bốn câu thơ. Liên ơi thôi đã thôi rồi, Liên nay đã mất, sen vàng còn đây. Ý người đã khuất tên Liên, và câu, gia nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Tiếp chúng tôi là anh Trần Văn Tuấn, 39 tuổi, em trai của người đã nằm trong ngôi mộ chính giữa nhà. Khi chúng tôi hỏi về ngôi mộ, anh Tuấn nói ngay, gia đình chúng tôi làm theo di nguyện của chị nên chôn chị ngay ở đó. Rồi anh Tuấn kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của chị mình. Chị tên là Trần Thị Kim Liên, sinh năm 1960, vốn có một cuộc sống rất khó khăn, sống bằng nghề gánh cá mướn. Năm 18 tuổi, chị yêu và cưới một người chở ghe cá. Năm 1981, hai vợ chồng chị qua Mỹ sinh sống. Tại Mỹ, chị sống bằng nghề làm móng và kinh doanh đồ trang trí nội thất. Dù công việc phát đạt, nhưng sau khi gom được chút vốn liếng, chị gom tiền trở về quê hương cho mẹ xây nhà. Kể đến đây, anh Tuấn xúc động. Chị nói là từ nhỏ cuộc sống khó khăn nên có ước mơ là sau này sẽ cố gắng làm nhiều tiền để xây một căn nhà lầu để ở. Điều đó đã trở thành hiện thực khi một căn biệt thự hoành tráng được xây lên vào năm 2006. Theo anh Tuấn, chi phí xây ngôi biệt thự đó vào khoảng 1,7 tỷ, tất cả đều là tiền của chị Liên gửi về. Tuy nhiên, biệt thự mới xây, chị ở chưa được bao lâu thì phát hiện mình bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo anh Tuấn nói, chị Liên có ở chừng 3 tháng rồi về Mỹ, và đến tháng 5 năm 2007 thì chị Liên mất. Trước đó, biết mình sống chẳng được bao lâu nữa nên chị Liên có di nguyện để lại việc hậu sự của mình. Chị Liên nói, khi sống, chị sống cùng mẹ và em, thì khi chết, chị cũng muốn được ở cùng gia đình, nên chị yêu cầu được an táng ngay trong căn biệt thự mà chị đã bỏ tiền xây dựng. Trong ngôi biệt thự có một phòng nhỏ cạnh phòng khách phía trước, mà theo anh Tuấn nói là chị Liên định làm chỗ để xe hơi. Biết mình sắp chết, chị Liên muốn được chôn ở đó. Tuy nhiên sau đó, chị Liên đổi ý và yêu cầu gia đình chôn mình ngay chính giữa nhà, tức là tại phòng khách. Sau khi chị Liên mất, gia đình đã có gửi đơn lên chính quyền địa phương xin được chôn chị trong nhà và địa phương đã đồng ý. Thi thể của chị Liên được chuyển từ Mỹ về và được quàng trong một chiếc quan tài rất đẹp. Đám tang được gia đình tổ chức chu đáo, hoành tráng. Việc chị Liên được chôn ngay trong tại phòng khách ngôi biệt thự đã thu hút rất đông người đến viếng cũng như đến xem đám tang. Theo anh Tuấn, việc chôn cất chị Liên không xảy ra một trở ngại nào. Nhiều người cho rằng chôn ngay trong nhà sẽ không đảm bảo môi trường. Nhưng từ lúc chôn cho đến bây giờ gần 2 năm, gia đình vẫn không thấy có biểu hiện gì của việc bị ô nhiễm. Không ai trong gia đình mắc bệnh hay có những vấn đề gì đó về sức khỏe. Anh Tuấn nói thêm, từ đó cho đến nay, cuộc sống của cả gia đình không có gì thay đổi. Mọi người đều cảm thấy như chị Liên vẫn sống cùng gia đình. Anh Tuấn thừa nhận, mới đầu chứng kiến cảnh các thợ đào huyệt trong nhà ai cũng ớn lạnh, nhưng rồi cũng quen dần. Giờ thì chỉ nghĩ như chị đang nằm ngủ ở phòng khách mà thôi. Anh Tuấn dẫn chúng tôi lên thăm căn phòng của chị Liên ở trước khi mất. Mọi vật dụng, đồ dùng của chị Liên vẫn được giữ nguyên như khi chị còn sống. Hỏi về những tranh chấp vật chất có thể xảy ra sau này, anh Tuấn cho biết, giấy tờ xây dựng, nhà cửa hiện do tôi đứng tên. Bên cạnh đó, ngôi mộ đã được chôn ngay trong nhà thì chúng tôi sẽ sống mãi với nó chứ không có chuyện bất cập gì đó xảy ra. Anh Tuấn cho biết thêm, hiện tại sống trong căn biệt thự này có mẹ của anh đã 76 tuổi, vợ và hai con cùng người anh thứ ba của mình. Cuộc sống cũng bình thường như những gia đình khác. Giải mã ngôi biệt thự ma ở Bến Tre. Vì sao đặt ngôi mộ một cách trái khoái như vậy? Có lẽ chỉ có những người thân của bà mới hiểu. Nhưng theo ghi nhận thì trong dư luận từ lâu đã xuất hiện rất nhiều lời đồn thổi về căn biệt thự này. Theo đó có thông tin cho rằng mộ của bà được đặt giữa nhà là để trấn yểm.
Việc này được giải thích rằng gia đình của bà Liên rất giàu nên di chúc chôn mình ngay trong nhà để anh em khỏi ai tranh giành tài sản. Một số nhân chứng khác thì cho rằng ngôi biệt thự này bị ma ám. Nghe nói khi huyệt mộ của bà Liên được đặt xuống, người thân đã không ai dám ở mà phải ở ngôi nhà cấp 4 cũ kế bên. Chỉ cho tới khi mời thầy về cúng và mở cổng cho khách tò mò vào xem để xua tan đi hơi lạnh thì thân nhân bà Liên mới dám về đây sinh sống. Thậm chí, cái chết của mẹ bà Liên cũng được giải thích theo hướng khác thường, cụ chết vì bị nhiễm độc tử khí. Để làm sáng tỏ những điều nghe như vô lý này, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với những người đang sinh sống trong ngôi biệt thự ma. Phải đến tối, chị Á, người em dâu của bà Liên mới đi làm về. Chủ nhà tỏ ra niềm nở mời khách vào nhà, không có vẻ khó khăn như những người xung quanh cho biết trước đó. Chị Á cho biết, kiến trúc trong ngôi nhà này đều do chị chồng mình tự tay thiết kế. Cũng ngay chính giữa phòng khách là một ngôi mộ cũng được trang trí bằng đá hoa cương bóng loáng. Phía trước mộ là bàn thờ cùng di ảnh của người đã khuất. Trên bàn thờ lúc này vẫn còn nghi ngút khói hương. Theo đó, bà Liên là người con gái lớn trong gia đình. 57 tuổi, bà Liên lập gia đình, sau đó bà cùng chồng vượt biên ra nước ngoài, rồi định cư ở California, Mỹ. Sau khi con cái trưởng thành, làm ăn khấm khá, bà nghĩ về ba mẹ mình nhiều hơn. Thời gian ấy, bà cũng thường xuyên gửi tiền bạc về hỗ trợ giúp đỡ các em trong gia đình phát triển kinh tế. Khi đã tan về già, bà Liên có ý tưởng được về nhà sống cùng mẹ và người thân. Sau đó, bà đã bỏ ra gần 2 tỷ để xây căn biệt thự trên đất của mẹ ruột. Theo di nguyện của bà Liên, nên sau khi mất, gia đình đã quyết định đưa thi hài của bà từ Mỹ trở về Việt Nam để chôn cất. Đặc biệt, phần mộ của bà Liên ngay trong ngôi biệt thự còn thơm mùi vữa này. Chị Á giải thích, vì đây là nhà của chị ấy, tiền cũng của chị, nên gia đình tôi đã làm theo ý nguyện để cho chị được vui lòng nơi chín suối. Tuy nhiên, từ lúc chị mất đến khi đưa xác về tới Việt Nam là hơn 3 tuần. Trong thời gian ấy, cuộc sống trong nhà cũng có nhiều xáo trộn. Nói chung là ai cũng lo lắng vì bỗng dưng trong nhà lại có một ngôi mộ. Nhưng khi huyệt mộ của chị nằm xuống thì nỗi lo ấy đã được xóa bỏ. Sau này có nhiều người hỏi tôi có thấy sợ hay không. Tôi bảo không mà lại có cảm giác gần gũi như chị đang ngủ. Chị Á nói thêm, hồi đó nhà tôi đông khách lắm. Ban đầu gia đình tôi tiếp đón rất tử tế. Sau này một số người xì xầm bàn tán những lời không hay về ngôi mộ của chị tôi. Do đó nhà tôi không hào hứng cho người lạ vào xem. Liên quan đến câu chuyện này, ông Trần Tuấn Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạch cho biết, ngôi mộ bà Liên được chôn cất trong nhà nhưng chính quyền xã không thể can thiệp được vì đó là ý nguyện của người dân. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào về việc ngôi mộ an táng trong nhà làm ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bà con ở khu vực nên cũng không có cơ sở gì để xử lý. Chỉ cho tới khi mời thầy về cúng và mở cổng cho khách tò mò vào xem để xua tan đi hơi lạnh thì thân nhân bà Liên mới dám về đây sinh sống. Thậm chí, cái chết của mẹ bà Liên cũng được giải thích theo hướng khác thường, cụ chết vì bị nhiễm độc tử khí. Để làm sáng tỏ những điều nghe như vô lý này, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với những người đang sinh sống trong ngôi biệt thự ma. Phải đến tối, chị Á, người em dâu của bà Liên mới đi làm về. Chủ nhà tỏ ra niềm nở mời khách vào nhà, không có vẻ khó khăn như những người xung quanh cho biết trước đó. Chị Á cho biết, kiến trúc trong ngôi nhà này đều do chị chồng mình tự tay thiết kế. Cũng ngay chính giữa phòng khách là một ngôi mộ cũng được trang trí bằng đá hoa cương bóng loáng. Phía trước mộ là bàn thờ cùng di ảnh của người đã khuất. Trên bàn thờ lúc này vẫn còn nghi ngút khói hương. Theo đó, bà Liên là người con gái lớn trong gia đình. 57 tuổi, bà Liên lập gia đình, sau đó bà cùng chồng vượt biên ra nước ngoài, rồi định cư ở California, Mỹ. Sau khi con cái trưởng thành, làm ăn khấm khá, bà nghĩ về ba mẹ mình nhiều hơn. Thời gian ấy, bà cũng thường xuyên gửi tiền bạc về hỗ trợ giúp đỡ các em trong gia đình phát triển kinh tế. Khi đã tan về già, bà Liên có ý tưởng được về nhà sống cùng mẹ và người thân. Sau đó, bà đã bỏ ra gần 2 tỷ để xây căn biệt thự trên đất của mẹ ruột. Theo di nguyện của bà Liên, nên sau khi mất, gia đình đã quyết định đưa thi hài của bà từ Mỹ trở về Việt Nam để chôn cất. Đặc biệt, phần mộ của bà Liên ngay trong ngôi biệt thự còn thơm mùi vữa này. Chị Á giải thích, vì đây là nhà của chị ấy, tiền cũng của chị, nên gia đình tôi đã làm theo ý nguyện để cho chị được vui lòng nơi chín suối. Tuy nhiên, từ lúc chị mất đến khi đưa xác về tới Việt Nam là hơn 3 tuần. Trong thời gian ấy, cuộc sống trong nhà cũng có nhiều xáo trộn. Nói chung là ai cũng lo lắng vì bỗng dưng trong nhà lại có một ngôi mộ. Nhưng khi huyệt mộ của chị nằm xuống thì nỗi lo ấy đã được xóa bỏ. Sau này có nhiều người hỏi tôi có thấy sợ hay không. Tôi bảo không mà lại có cảm giác gần gũi như chị đang ngủ. Chị Á nói thêm,
Hồi đó nhà tôi đông khách lắm, ban đầu gia đình tôi tiếp đón rất tử tế. Sau này một số người xì xầm bàn tán những lời không hay về ngôi mộ của chị tôi, do đó nhà tôi không hào hứng cho người lạ vào xem. Liên quan đến câu chuyện này, ông Trần Tuấn Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạch cho biết, ngôi mộ bà Liên được chôn cất trong nhà nhưng chính quyền xã không thể can thiệp được vì đó là ý nguyện của người dân. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào về việc ngôi mộ an táng trong nhà làm ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bà con ở khu vực nên cũng không có cơ sở gì để xử lý. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!